Tước gia, mệt thế này sao anh làm được thế? Chỉ có thể nói thể chất của em không đủ. Thể chất của em đứng đầu trường đấy. Vậy thì bình thường rèn luyện không đủ, lần sau anh đích thân dạy cho em. Bị gài bẫy rồi. Không đâu, mệt quá rồi. Xem ra Quân Quân vẫn thích ở dưới hơn. Ôm, anh toàn nghĩ gì thế? Nghĩ về cái đó. Được thôi, em sai rồi. Cạch. Đi, đưa em đi dạo. Được, em cũng bị nhốt lâu lắm rồi, mừng rỡ. Ừ, tiểu nha đầu vẫn chưa ăn no à? No rồi, no rồi, no rồi. Em đi tắm đây. Run rẩy, run rẩy. Bất lực, vệ Hàn Tước, mày thật sự chìm đắm rồi. Lịch gia, sao đột nhiên lại gọi cho tôi thế? Cậu vẫn chưa xử được cô gà tinh đại đồng kia à? Ha ha, chưa, nhà đầu đó thú vị lắm. Cô ta nói với tôi là cậu không được, tối nay liệu mà làm đi. Không được. Giỏi, giỏi lắm. Rầm, sao anh lại về rồi? Ừ, sao uống nhiều thế? Hôm nay sẽ cho em biết tôi có được hay không. Giờ phải làm sao đây? Bé, thả lỏng, em như vậy chỉ khổ thôi. Soạt. Không ngờ lần đầu tiên lại đau như thế. Đại đồng sao lại thích tôi? Vì anh đẹp trai. Lấy xuống. Đại đồng, tôi có được không? Đổi vị trí nhé. Ai sợ ai chứ? Ai vô, sao đau toàn thân vậy nè? Không phải là mơ. À, anh ấy tỉnh rồi. Giả vờ, cha tỉnh rồi à? Giờ anh là người của em rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Tối qua là ai bị? Tối qua anh thật sự khiến em mở rộng tầm mắt đấy. Từng có nhiều bạn gái lắm nhỉ, em? Sao thế? À, thôi vậy, xem như em chưa hỏi. Anh... Cái gì? Không phải. Ừm. Nhớ lấy. Chỉ có mình em thôi. Anh đến công ty đây. Ừm, được. Em nghỉ ngơi một lát đi. Lịch Mộ Quân, tôi thắng rồi. Đừng lắm điều nữa, phía Lục Thất có được không đây? Anh gấp gì chứ, cũng phải mấy ngày mới được. Được, 7 ngày sau mà không có tiến triển thì xem tôi xử cô như thế nào. Ách, giờ tôi gọi cho cậu ta. Lục Thất, Đại Đồng, cô còn có mặt mũi gọi điện cho tôi. Yo, chuyện gì thế? Trong video trong USB cậu đã coi hay chưa? Đừng, tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu xem video bao lâu rồi? Chưa xem. Hà, sao cậu lại không xem? Công ty bận quá, không rảnh. Chẳng phải cậu nói có thể chấp nhận đồng tính sao? Tôi nói bao giờ vậy? Cậu có nói mà. Không có chuyện gì thì tôi cúp đây, đợi đã. Lục Thất, lần này cậu bị gài bẫy chết rồi. Tôi phải ăn nói thế nào với Lịch Mộ Quân đây? Không hôn tạm biệt à? 2 ngày nữa là về rồi mà. Nhìn, Tước gia dỗi rồi ư? Chu, được rồi, anh mau đi đi, lỡ lát nữa ông đến đây. Mới vậy mà đã muốn đuổi anh đi à? Ồ, vậy cũng phải thế này. Chẳng phải đã nói là hôn tạm biệt thôi sao? À, Tước gia, Quân Quân giúp anh. Tước gia, là em gây nên mà. Anh lại đổ lỗi cho em. U, cộp cộp, tiếng bước chân này là ông. Tước gia, ông đến rồi, Quân Quân. Quân Quân, mở cửa. Quân Quân, cháu đang ngủ à? Ừ, đừng cử động. Tước gia, anh mau đi đi, ông mà thấy là anh lại bị nói đấy. Biết rồi, anh sẽ không bị bắt đâu. Quân Quân, anh yêu em. Ông,
Sao lâu thế? Ông còn tưởng cháu có chuyện gì, cháu mới ngủ. Không hổ là tước gia, chạy nhanh thật. Lúc nãy hình như ông nghe thấy tiếng đàn ông, có phải là vệ hàn tước không? Ông nghe nhầm rồi. Reng reng. An Quân, là tôi. Thầy cảnh thần, tôi còn tưởng anh quên tôi rồi chứ. Sao có thể chứ? Cô là ân nhân cứu mạng của tôi mà. Mấy ngày nữa tôi đến Cẩm Đô, cô đón tôi nhé. Quân Quân, chào mừng quay lại với Tự Do. Phía công ty của anh sao rồi? Giao hết cho anh Cù rồi, cảm ơn nhé. Được rồi, đi luyện tập thôi. Quân Quân. Tước gia, sao anh lại đến đây? Anh có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là nhớ em quá thôi. U. Wow, bạo dạn vậy. Đây chẳng phải là Hoa Khôi trường mình sao? Học chăm chỉ nhé. Cuối tuần anh đến đón em. Được, tạm biệt. Xe đó dừng ở cổng trường này. Nãy giờ, bao lâu rồi? Cung Tuấn giúp tôi tra biển số xe này. Một nơi khác trong xe. Tra rõ cả chưa? Lão đại, bọn tôi lẻn vào phòng giám sát của bệnh viện. Lão già đó cũng không tồi. Chưa đến mức tức chết. Được, tôi biết rồi. Lão đại, vị hôn phu thanh mai trúc mã của anh. Lai lịch không nhỏ đâu. Anh bảo trọng nhé. Cậu rảnh rỗi quá à? Gì nhỉ, chúc lão đại sớm theo đuổi được giai nhân, cướp đây. Lục Tiểu Thất, tôi muốn gặp cậu. Làm gì? Chuyện liên quan đến phía ngân hàng, mau xuống đây. Phía ngân hàng, rốt cuộc là ai hại tôi thế? Cậu không còn gì muốn nói với tôi à? Anh muốn tôi nói gì với anh? Thử thành quả cải tạo của đại đồng nào. Lịch Mộ Quân, anh điên à? Lẽ nào lại bị con gà tinh đó lừa rồi? Rốt cuộc anh có nói hay không? Được rồi, là Vệ Xuyến. Ngày trường học cho nghỉ, tước gia, hôm nay đi đâu? Lên xe. Đi ăn trước đi, cạch. Tuyệt quá, vừa hay em đang đói. Anh cũng đói rồi. Chẳng phải chúng ta đi ăn cơm sao? Đang ăn. Này, nhiều ngày rồi không gặp, cũng phải để anh giải tỏa cơn thèm đã chứ. Em đói rồi. Hay là anh đút cho em ăn no nhé. Qua xe của tước gia. Đây là cổng trường, ban ngày ban mặt thì sao? Em dễ đỏ mặt thật đấy. Không đùa em nữa, chúng ta sắp đến rồi. Đúng rồi, em biết lặn không? Biết chứ. Đi ăn cơm trước, mai đưa em đi lặn. Quán cơm, thịnh soạn. Em còn nhớ con ngựa gỗ kia của em tên gì không? Wow. Hạ Hầu Uyên. Không khí ngại ngùng. Ấy, em yêu anh nhất. Em không gặp anh ta từ lâu lắm rồi. Anh giận rồi à? Ai bảo em chọc anh trước. Đây là nhà hàng đấy. Cua ở đây ngon lắm. Anh chỉ ăn cua ở đây thôi. Ở đây ư? Quân Quân, càng ngày càng lợi hại rồi. Cộc cộc, quý khách cần thêm trà. Cứng đờ. Làm phiền rồi. Làm sao đây? Diệt khẩu ư? Cũng không đến nỗi đó. Vậy tiếp tục. Như vậy sẽ không có người làm phiền nữa. Tước gia, đừng động đậy, cứ nằm như thế. Trông ngon lắm. Anh bắt đầu ăn đây. Không được nữa rồi. Tước gia, sao anh đột nhiên nhắc đến Hạ Hầu Uyên thế? Không có gì, chỉ là thấy tò mò. Có phải anh ghen không? Em chỉ có thể là của anh. Anh cũng chỉ có thể là của em. Cười. Đợi đã. Tại anh mà giờ em đói quá chừng đây này. Ăn thêm 3 phần cua nữa đi. Anh là tốt nhất. Em đừng chơi lửa chứ. Ăn cơm thôi. Ngon quá. Qua đây này đẹp quá. Thích không? Anh cũng chẳng nói sớm với em. Làm em không mang đồ lặn. Bộ đồ lặn em mua năm ngoái còn chưa mặc lần nào nữa. Đi mua là được rồi. Lúc đó định đi cùng ai thế? Đương nhiên là để đi cùng anh rồi.
Kỹ thuật của anh tốt thế này, tất nhiên là đi cùng anh rồi. Ồ, kỹ thuật. Thể lực của anh tuyệt như thế, ở dưới chắc chắn có thể rất lâu. Rất lâu. À, em còn chưa tắm nữa. Anh thích mùi vị của em. Đợi đã, chúng ta cùng tắm đi. Sáng hôm sau, Quân Quân. Chào buổi sáng, anh dạy em lặn đi. Anh đói rồi. Anh gọi họ mang bữa sáng đến nhé. Ăn lót dạ đã, hôm qua đã thế rồi mà anh vẫn chưa no à? Gần đây dễ đói. Ngoan, hôm nay còn có chuyện. Tối ăn sau. Được, nghe em. Em ở ngoài sảnh đợi anh. Đi lặn thôi. Em đừng chạy, càng ngày càng to gan rồi. Tước gia đang nói gì thế? Anh ấy nói lặn ở đây là tốt nhất. Ồ, hai người nói chuyện đi, tôi đi làm việc đây, đáng sợ quá. Tước gia, người ta bị anh dọa cho bỏ chạy rồi kìa, đi thôi. Em mua xong đồ lặn rồi. Đi thay đồ đi. Sao có nhiều người như vậy? Hay là đến phòng thay đồ nam đi. Nếu bên trong có người thì sao? Đi thôi, vào trong xem sao. Em phải thay đồ rồi. Anh quay mặt ra chỗ khác đi. Cũng đâu phải chưa nhìn thấy bao giờ. Người ta mắc cỡ mà. Dễ mắc cỡ thật đấy. Vuốt. Tước ra. Anh, cái đó đừng cử động, nếu không cạch. Có người. Đừng sợ, đừng lên tiếng. Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Không, cậu nghe nhầm à? Suýt, đừng lên tiếng nhé. Tước ra. Nhân viên phục vụ nó nói không sai. Ở đây quả nhiên không tồi. Tại anh đấy em không còn sức mà đi lặn nữa rồi. Xem ra em rất thích nơi này nhỉ. Vậy lần sau rõ ràng là anh thích hơn. Họ đi rồi, chúng ta mau đi thay đồ thôi. Em xong rồi. Nhà đầu này trông càng ngày càng trưởng thành hơn rồi. Mau đi thôi. Đầm. Wow, chỗ này đẹp quá. Gia hiệu, gia hiệu. Anh thích em lúc nãy hơn. Gia hiệu, nói gì thế hả? Thơm. À, cái nhỏ. Trường. Bơi đi. Ánh mắt của tước gia đúng là không phân biệt giống loài. Em mệt rồi. Nắm tay. Chạm. Hi hi. Em đừng có mà đùa cợt anh. À. Túm. Tước gia. Hôn. Hôm qua tước gia ở lại bên trong, chắc không trúng chiêu chứ. Anh đói rồi, lẽ nào anh ấy lại muốn? Tước gia, anh đói bụng, anh đói rồi, em nghĩ đi đâu thế? Anh đáng ghét quá đi mất, đứng dậy, reng reng reng, số lạ. Bổn thiếu gia đến Cẩm Đô rồi, thời cảnh thần. Anh đổi số rồi à, đang đi dạo. Đến Cẩm Đô thì đương nhiên phải đổi số điện thoại chứ. Anh tìm khách sạn nào ở tạm trước đi, lát tôi qua tìm anh. Được, cướp máy. Hai người bắt đầu liên lạc với nhau từ khi nào thế? Thời cảnh thần nói là muốn báo ơn anh với em. Có khi nào anh và thời gia thật sự có quan hệ với nhau không? Ồ, em thấy thời cảnh thần giống anh y như đúc. Bọn anh giống ở đâu chứ? Chỗ nào cũng giống. Lần đầu tiên em gặp anh ta còn giật mình. Đương nhiên anh ta không đẹp trai bằng anh. Vậy là thời gia. Yên tâm, không sao. Vậy thì tốt. Điện thoại. Tước gia, vệ xuyến chiều nay muốn mở họp báo. Cậu ta muốn làm gì? Giờ vẫn chưa rõ. Được, vậy tôi lập tức về ngay. Sao thế? Vệ xuyến muốn mở họp báo. Anh sợ hắn sẽ làm chuyện gì bất lợi với em. Quân Quân, anh đi xử lý một chút. Em về cùng anh. Ngoan. Anh đừng xem em như con nít như thế chứ. Thật sự muốn về cùng anh à? Đương nhiên. Được, vậy chúng ta sẽ cùng về. Thật ư, tốt quá rồi. Đưa em lên chiến trường mà cũng vui vậy à? Có thể cùng kề vai tác chiến với tước gia là vinh hạnh của tiểu nữ. Phòng họp tập đoàn Vệ Thị.
Anh đang làm áo cưới cho người ta đấy à? Không liên quan đến cậu. Mấy thứ này lấy ở đâu ra thế? Mấy thứ này tuyệt đối không được để rơi vào tay vệ Hàn Tước. Anh rốt cuộc là ai? Ha ha. Tôi là Hạ Hầu Uyên. Vậy được thôi, tôi đồng ý sẽ giúp anh tẩy sạch sự thanh bạch của An Quân. Xem ra vệ thiếu gia là một người thông minh, nhưng liên quan đến vệ Hàn Tước. Chỉ cần không hại đến An Quân thì các người đấu đá thế nào không liên quan đến tôi. Được, đúng như anh muốn. Xì xào bàn tán, xì xào bàn tán. Nghe nói có nội tình, Tước gia và vị hôn thê của anh ấy đến rồi. Sao anh ta lại ở đây, nắm chặt, sao thế, không có gì. Hôm nay mọi người đến đây là vì muốn nói rõ một chuyện. Cái chết của ông tôi hoàn toàn không liên quan gì đến An Quân. Cái gì? Ồ lên. Tôi nói, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vệ Hàn Tước, anh lấy một người phụ nữ gánh họa thay anh. Có còn là đàn ông nữa không? Đẹp tin hôm nay hot là chắc. Cái chết của vệ lão gia vậy mà liên quan đến vệ Hàn Tước. Vệ Xuyến, anh. Cứ để anh, cậu nói vệ lão gia là tôi hại chết. Vệ Hàn Tước là anh gọi điện làm ông tức chết. Lão nhị, cho mọi người xem màn hình đi. Là Lịch Thiếu, mọi người nhìn qua đây. Ấn. Sức khỏe của vệ lão gia điều dưỡng rất tốt. Tôi là bác sĩ chủ trị của vệ lão gia, Tào chủ nhiệm. Không thể xảy ra tình trạng tức mà chết được. Yên lặng. Vệ Thiếu, liên quan đến chuẩn đoán của Tào chủ nhiệm, anh biết được bao nhiêu nội tình? Cái chết của vệ lão gia rốt cuộc là do đâu? Vệ Thiếu, mẹ kiếp, đều là mấy chiêu năm đó ông chơi thừa, hiệu quả không tốt không? Vẫn là cậu lợi hại, gài người của mình vào trong số phóng viên, vất vả cho cậu rồi. Lão Tam, cậu đưa An Quân về trước đi. Tước gia, ngoan, về đợi anh. Nào Quân Quân, anh đưa em đi ăn đồ ngon nhé. Hậu đài, anh về là có mục đích gì? Xem ra cậu đã điều tra tôi rồi. Tôi chỉ có một mục đích. An Quân, anh đề cao mình quá rồi đấy. Vậy sao? Tôi với Quân Quân có nhiều quá khứ mà cậu không biết lắm.